Hello everyone, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi tổng lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Stickman Joy Break. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ chọn cái này. Xuống đây đi. Wow. Ok, mình sẽ chọn cái bật nửa này. Đi luôn, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn nước uống này xem thế nào. Đây, như kiểu nó một bọn nước đi xuyên tôi. Nhưng mà lại đúng như người cúi đầu ra. Không cử động được. Ok. Đây là một tên trộm, mình sẽ đóng vai là tên trộm luôn. Sức quay. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ hai, trốn quét hồ. Bình thường thành một chiếc khoan thường luôn để có đất đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ ba, Ice Cream 2. Ok, let's go. Okay, let's go.
mình sẽ sang chiếc xe màu đen này. Và chiếc xe màu đen này thì nó có một nọ, cảm giác như nọ nước hoa lớp. Sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Trong này thì nó có một cái kim. Ok, let's go. What will the ice cream maker want? Không có gì, mình sẽ đi tìm. Đây rồi. Cho đổi nào. Jay, help me out of here, please. Is anybody watching? What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go, let's go. Rồi, mình sẽ quay lại trong ngôi nhà đó và tìm một chiếc mắc treo quần áo. Sau đó thì mình sẽ phải đu dây và sang một ngôi nhà khác đã khóa kín bên trong. Let's go, let's go. Mắc treo quần áo đây rồi. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 3, tầng thượng. Ok, ok. Đây, có một cái dây đây, mình sẽ đu. Ok. Rất là tối luôn. Trong này rất là tối. Ok, mình sẽ bỏ ra đây. Ngôi nhà này thì bị khóa cứng bên trong, cho nên bắt buộc các bạn phải đi đường này. Sau đó thì mình sẽ nhặt cái tu vít 6 cạnh. Đây như là 5 cạnh nhé. 5 cạnh. Let's go baby. Sau đó các bạn sẽ xuống đây và sẽ tháo cái bình ga này. Let's go. Jay, help me out of here, please!
Mình sẽ ngắm ở đây xem chúng ta có ở đây tóc hương không. Sau đó mình sẽ bắt chú mèo này. Ok, let's go. The chump plubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Rồi mình sẽ đợi ông ta thắp hương cho ông bố ông ta. Là cái vẻ thấp hơi lâu, phải nó đang bị đơ, không thấp hương. What? Mình sẽ chuyển đến một điểm khác. Đó, mình sẽ chuyển lại. Khi đó thì ông ta sẽ không bị đơ nữa. Ok. Going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Giờ mình sẽ đợi ông ta thắp hương. Ok, let's go. Sẽ sang tới game thứ tư. Đây là của game này, game ma của hãng developer. Đây. Let's go. Game này thì các bạn mình nhặt được 8 quyển sách. Có gì không? Đấy, có một chiếc chìa khóa. What? Chỉ gì đã xuất hiện luôn rồi. Rất là kinh khủng luôn. Mình sẽ đi hết đường bên phải này, sau đó mình sang bên trái. Wow. Đây không có gì. Ok. Rất là sâu luôn. What? Toàn ma là ma. Ồ, đây có một cái sách nữa này.
Rồi, mình sẽ đi tiếp sang bên này xem. Các bạn chơi game mà các bạn ví dụ nghe tiếng khiếp quá thì các bạn cho nhỏ đi một chút, còn nếu không thì các bạn cứ để to vậy để chơi để tạo cảm giác mạnh. Let's go, let's go. Bây giờ đến phòng này. Trong này không có gì. Như ở đây là đấy. Một ngõ cụt. Tiếp tục. Không có gì ở đây. Mà nó xuất hiện ở ngay cạnh tường. Let's go. Tiếp tục nào. Cách chơi game này rất đơn giản thôi, các bạn cứ đi xung quanh cái ngôi nhà này, rồi các bạn tìm cho mình 8 cuốn sách thì các bạn hoàn thành được game. Mà nó xuất hiện giật mình luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Payback 2. Ok, let's go. Xe. Sau Payback 2 này có rất là nhiều cái chơi các bạn ơi. Bạn có thể chơi bắn nhau, đua xe hoặc gì đó. Rất là hay luôn. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Kiri Brady. Let's go. Lần này thì sẽ là võ đài đấm máu. Ba người trên một võ đài. Wow, mình bị đấm rồi. Không sao. Nhưng mà may mà chưa chết. Sẽ cho anh bạn này đi luôn. Đây rồi. Khi các bạn đấm một người ra ngoài thì các bạn sẽ được to hơn. Và sức khỏe các bạn được tăng lên. Ok. Tiếp tục nào. Ui, đây là 6 người. Mà võ đài này rất là nhỏ luôn. Mình sẽ đi cẩn thận. Nếu không là mình sẽ bị đánh và rơi ra ngoài ngay. Ok. Đây có một đánh bạn. Wow. Mình bị đấm liên tục. Đây rồi. Ra không? Không ra. Wow, mình bị chết rồi. Tiếp tục nào. Lần này là 6 người. Đi luôn. Sáu người này rất là khỏe. Mình sẽ đi luôn luôn quanh đây. Ok. Mình giết từng người một. Rồi, một người. Người thứ hai. Mình bạn này chơi xấu rồi. Lần này thì ba người trong bộ bắt đầu. Các bạn phải tránh cái đường ánh sáng của họ. Nếu không thì các bạn sẽ bị đánh ngay. Wow, vẫn còn sống. Okay, tiếp tục nào. Lần này nó mấy người? 4 người.
Ok. Một cây. Mình sẽ đánh cho anh này ở số B. Hai người. To quá cũng bị đánh rất là sai. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game coi nha. Các bạn phải coi con chó, sói hoặc con gấu. Có con gấu nó tránh các bạn nha và nó cắn các bạn. Thì cách chơi game này như này. Các bạn vào tường phòng 1, đóng cửa rồi bật đèn lên. Sau đó mình lại chuyển sang phòng tiếp theo. Đóng cửa bật đèn. Đó. Thì khi đóng cửa ấy thì con gấu nó sẽ tiếp và nó sẽ chạy đi. Và nếu các bạn bật đèn luôn vậy mà nhìn thấy nó sẽ lao vào nó cắn các bạn ngay. Tất cả là có 4 phòng. Phòng này là phòng giường ngủ. Thời gian thì các bạn chơi game này càng hay. Và cách chơi game này thì bạn nào cũng có thể chơi được. Từ bạn trẻ hoặc là bạn còn bé cũng chơi được hết. Chỉ có sang từ phòng 1. Xong rồi là coi nhà. Tránh con gấu nó vào trong nhà. Đó. 1 giờ đều sáng rồi. Chơi càng được thời gian lâu càng tốt. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển tiếp sang tiếp theo. Danny School. Sách đầu thì các bạn trả lời đúng được. Sách thứ hai trở đi thì mọi người trả lời sai, vì đó là sai. Ok, sẽ chọn đây. Looks like it's sweeping time.
Ok, mình sẽ phát từng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.